Đại bò tứ chiến nay ngày 28 tháng 9 năm 2020 trực tiếp xuống một xe bò đó em. Đại bò mình bán hết bò. Khách ta ở ở Trảng Bàng Tây Ninh bắt hết với khách Vĩnh Long, khách Sa Đéc. Giao hết rồi, giờ chuẩn bị về xuống xe nữa. Bò rất đẹp. Thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn, lấy đất ra đi. Ôi ôi, lấy đất ra đi. Lấy đất qua đây, lấy đất qua đây. Rồi. Lấy đất qua đây, lấy đất qua đây. Ôi. Rồi đây, đây. Con què không thấy sao gì vô cái đùng dưới trời. Không thấy sao gì. Rồi nè. Rồi rồi xuống rồi. Nè em chỉ anh nghe, anh xuống bò anh gịch bật bật thôi là anh gịch sát mỏ chừa khoảng chừng 3 gang thôi. Đây sát dày thẳng luôn. Ô quá. Mở một cái lại quay gì tiêu ơi. Xuống rồi ta. Cái này ở đâu hả? Không. Này làm nào làm hả? Hả? Nào làm hồi nào đi chín số đó kì. Nào làm cái này hay chín số đó kì. Không thấy kết rồi hả? Rồi. Đạp đi đẹp, mãi dây em. Con này chúng tôi dắt cộng lên sát sát nhà chỗ móc cái gần thao. Trại bò mới về gồm có pháp kem, bao bê kem. Rất đẹp. Bò lỗi luôn. Bò bao bê cơ bắp. Chuẩn bị xuống xe. Địa chỉ trại mình Hương Lộ 19, xã Vĩnh Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Mà anh em các tỉnh gần xa đến trại bò xem á. Rồi thấy mấy khoái bắt hoài cầm bò bổ béo mình có xe nhà giao tận nơi. Đây anh đây. Rồi cứ trông đây. Để sắt nó luôn. Chặn lên cái sắt lên, cộng cái sắt lên. Điều. Đẩy vô điều. Rồi sát luôn. Rồi. Cậu chặt nha anh, cậu chắc cú nha. Để vuột trong cầu nữa. Cái nữa, rồi, vậy là chắc cú luôn. Rồi, lấm liền. Trời ơi, con nào lấy chè bè tên mấy em ơi. Quá trời, mấy bò về xương lưng đít chè bè luôn. Tối nha, mình bắt bò là cái dàn xương nó thối thằng không. Nắm chặt, nghỉ vô. Con nào cối không nè. Chắc mỏi luôn. Rồi, gịch liền. Đại bò mình gồm có 3B pháp kem, 3B cơ bắp, 16 mới xuống xe. Con số 14. 14. 13. 13. Mình đã xịt nước sơn trên bảng đùi mỗi một con có số thứ tự riêng. Mấy em gọi đến là mình biết ngay nó bị hết. Con bò này là con bò cơ bắp. Con cơ bắp số 13. Số 13 là bò cơ bắp. Ê, đúng đây. Đều. Con số 17 là bò pháp. Xương cối luôn. Con số 17 là bò pháp, mình đã xịt nước sơn trên bản đùi mỗi một con số thứ tự riêng. Nên em gọi đến là mình biết đó ngay đó bò gì ha, mình thích bò nào mình chốt bò nấy mấy em. Con số 17 là bò pháp, xương rất là to, xương cối luôn. Nè, ghim quay điên đất già bè trên. Số tảng hết rồi, tạm mạnh đất luôn. Rồi, cầu kinh vô, dịch đi. Mà
Con số 17 là con bò Pháp. Con số 18 là con bò Pháp. Nghĩ chặt đó Tiêu ơi. Con số 18 là bò Pháp. Con số 13 là con bò cơ bắp. Con số 16 là con bò Pháp. Lúc bò này không khui gì bò cơ bắp anh em. Quá trời cái lưng nít nó chè bè đó. Cái lưng kia nó không chảy ha. Lưng có rỗng rồi. Lên cơ bắp nó cuộn cuộn rồi, gọi là bò 6 múi ha, bò số 13. Con số 19 là con bò Pháp. Xương rất là to. Con số 19 là con bò Pháp. Trại bò mình gồm có bao bê cơ bắp, tắp kem, bao bê đen. Hình rất là đẹp, anh em nhìn thấy là mình bắt bò là lựa lưng nách, anh em thấy ok không? Ghim vai lưng nách, chè bè thôi. Nó rất to ha. Chiều mình về một xe nữa. Gồm có bao bê bông, bao bê đen. Hình rất là đẹp. Con số 16 là con bò Pháp, lỡ lứa 10 tháng. Con số 14 là 8 tháng. Con số 13 bò cơ bắp 6 tháng rưỡi. 6 tháng rưỡi mà nó thịt nó hơn mấy con này luôn nữa, nó chè bè đó. Con số 17 là 11, 10 tháng mấy mà tính nó tròn 10 tháng. Còn lỡ. Con số 18 là 8 tháng. Con số 19 là 10 tháng. Trại bò mình có 4 con bò lỡ. Con số 19, 17, 16, 15 là con bò lỡ 10 tháng. Con số 13 là con bò cơ bắp lên cụ cụ ha. Bò này cũng bò cơ bắp rồi, nó sánh thì thành rất đẹp. Xương cối hai chân trước, hai chân sau, phần cần, viêm vai, sân lưng. Đó, mình bắt bò là nhìn mấy em thấy, nhìn thấy đánh giá bò như thế nào là hiểu ha. Hết thân luôn, con nào mấy chè bè đó mấy em, quá trời. Địa chỉ trại mình Hương Lộ 19, xã Nhận Phú Tân, huyện Quan Cây Bắc, nhà thờ Dòng Dầu, tỉnh Bến Tre ha. Cánh từ Vũng Tàu, Lâm Đồng đi vô tới cầu Rạch Mẻo xuống mình đây, trại bò mình 30 cây. Cánh từ Bình Dương, Đồng Nai, Củ Chi xuống tới cầu Rạch Mẻo xuống mình đây 30 cây. Cánh từ Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cao Lãnh, Lấp Vò, Đồng Tháp xuống tới thành phố Vĩnh Long xuống mình đây 25 cây ha. Xe nhà giao tận nơi luôn, hai con ba con cũng giao luôn.